hào vui vẻ với những cánh diều lùi tre, hàng diều đi mình đong đưa trong nắng. Anh còn nhớ chăng những chuyến đò thầm lặng để đưa ta về với chốn bình yên, về với cội nguồn. Và đó là nội dung của bài hát Chuyến đò Ve Lương qua phần trình diễn của thầy Quyền và học trò khối năm thể hiện. Những khu vườn xinh,
chuyến đò quê hương sẽ đưa ta về chốn yên bình. Chuyến đò quê hương sẽ đưa ta về chốn yên bình.